Chào mừng quý vị đang theo dõi trên kênh tin tức mới nhất 24 giờ của chúng tôi. Kính chúc quý vị có một ngày mới thật vui vẻ, hạnh phúc và gặp nhiều may mắn. Và bây giờ, mời quý vị cùng theo dõi những bản tin mới nhất trên kênh của chúng tôi. Nghệ sĩ Chiêu Hùng sinh năm 1965 là một tên tuổi lớn của sân khấu cải lương phía Nam. Khi mới 19 tuổi, anh đã trở thành diễn viên chuyên nghiệp với vai diễn kép chánh đầu tiên Nguyễn Toàn Trung trong vở Gió Bụi Biên Thùy của soạn giả Điêu Huyền. Sau này, anh liên tục tham gia nhiều vai diễn để đời khác và rất được khán giả mến mộ. Năm 2000, nghệ sĩ Chiêu Hùng làm việc ở đoàn cải lương Đồng Nai, nay là nhà hát nghệ thuật truyền thống Đồng Nai. Đạo diễn Thanh Hiệp cho biết thêm, ông ngoại của nghệ sĩ Chiêu Hùng là Gánh Hát Bội. Mẹ là nghệ sĩ Ngọc Thêm mất năm 2007. Chị là nữ nghệ sĩ Phương Ánh, chủ nhiệm câu lạc bộ cải lương Tuồng Cổ Bình Thủy, Cần Thơ. Anh là Hề Quốc Việt nổi tiếng ở các đoàn cải lương tỉnh. Nghệ sĩ ưu tú Chiêu Hùng từng diễn trên các sân khấu Huỳnh Long Sông Bé 2, Sài Gòn 1, Trần Hữu Trang, nhà hát nghệ thuật truyền thống Đồng Nai. Anh được nhà nước phong tặng danh hiệu nghệ sĩ ưu tú đợt 9 năm 2019. Cách đây hơn 10 năm, nghệ sĩ Chiêu Hùng làm live show ở Rạp Hưng Đạo, diễn nhiều vở Máu Lửa, Máu Nhuộm Sân Chùa, Không Bán Tình Em, Truyền Thuyết Tình Yêu, Giang Sơn và Mỹ Nhân, Tướng Cướp Bạch Hải Đường, Ánh Sáng Phù Du, cùng với các nghệ sĩ Vũ Linh, Phương Hồng Thủy, Thanh Thanh Tâm, Thoại Mỹ, Thanh Ngân, để gây quỹ tặng trẻ em mồ côi khuyết tật và xây nhà tình thương tặng đồng bào nghèo. Vậy mà phát hiện nhiều cơn đau trong người, anh vào bệnh viện và được các bác sĩ Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh chẩn đoán bị nhồi máu cơ tim, huyết áp cao dự kiến phải điều trị với chi phí khoảng 200 triệu đồng. Tuy nhiên sau đó anh hôn mê sâu và tình hình bệnh chuyển biến xấu. Đích thân nghệ sĩ ưu tú Thoại Mỹ đứng ra lo vận động hỗ trợ cho anh. Vì gia đình rất khó khăn, nghệ sĩ Hữu Quốc, Ngọc Huyền cùng một số nghệ sĩ khác đã ủng hộ, động viên đồng thời kêu gọi mọi người tiếp tục hỗ trợ cho gia đình nghệ sĩ Chiêu Hùng. Trước đó, nghệ sĩ Thoại Mỹ thông tin, để giữ mạng sống cho nghệ sĩ Chiêu Hùng phải cưa mất một chân trái khi bị hoại tử. Tình hình chưa được khả quan. Hiện tại anh vẫn còn hôn mê sâu, bị suy thận nặng. Ekip các bác sĩ vẫn đang tích cực chữa tim và chạy thận. Thoại Mỹ xin thay mặt nghệ sĩ ưu tú Chiêu Hùng chân thành cảm ơn các cô chú, anh chị em đồng nghiệp, quý mạnh thường quân, bạn bè thân hữu, khán giả khắp nơi trong và ngoài nước đã vào bệnh viện thăm giúp đỡ, chuyển tiền vào tài khoản cho gia đình và nhờ nghệ sĩ Thoại Mỹ chuyển giùm. Tuy nhiên, trong lúc mọi người đang quyên góp ủng hộ được số tiền khá lớn, thì nghệ sĩ Chiêu Hùng đã đột ngột ra đi vào lúc 11 giờ ngày 2 tháng 2. Đạo diễn nhà báo Thanh Hiệp chia sẻ trên trang cá nhân dành cho nghệ sĩ Chiêu Hùng với những tình cảm hết sức cảm động. Vậy là phải nói lời chia tay với anh trong ngày đầu xuân. Khi mà chỉ mới tối qua, anh ba Tấn Bèo vào thăm anh tại Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh. Vẫn kỳ vọng là anh sẽ qua khỏi, vì sau khi Thoại Mỹ và nhiều đồng nghiệp đã lên tiếng kêu gọi sự giúp đỡ, có đủ 200 triệu đồng rồi. Nhưng anh vẫn không qua khỏi được kiếp nạn của mình. Vĩnh biệt anh Chiêu Hùng, một kép đẹp từng được khán giả yêu mến qua nhiều vai diễn trên sân khấu cải lương, sân khấu Tuồng Cổ. Bản tin của chúng tôi đến đây đã kết thúc. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và theo dõi trên kênh của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.